Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì xoay quanh rất nhiều chiếc điện thoại V Smart Joy 3. Rồi có hai bản RAM 2GB và RAM 3GB, thì đây là một điện thoại rất là hot, có rất nhiều ưu điểm trong tầm giá hơn 2 triệu đồng. Cụ thể là hai sản phẩm này có giá 2.690.000 đồng và 2.290.000 đồng với hai phiên bản, có ba màu tím, đen và trắng. Riêng bản RAM 3GB được bán độc quyền tại Thế Vọng nha, không có ở nơi nào khác. Thì chiếc điện thoại này có rất nhiều ưu điểm là vậy, nhưng ngày hôm nay thì mình đã nhận được một cái comment rất là bất ngờ của bạn Nhi Nguyễn. Có bạn tên là Nhi Nguyễn, thì có Nguyễn Nhi đó, thì có bình luận là chiếc điện thoại V Smart Joy 3 có lỗi là bắt wifi kém. Thì mình cũng giật mình. Trong 2 ngày này thì mình đã trải nghiệm rất là nhiều về chiếc điện thoại V Smart Joy 3, chơi game, lướt web, Facebook, Zalo vân vân, xem nọ xem kia vân vân, thì mình cũng thấy là nó bắt wifi cũng hơi yếu thật. Đó, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test wifi, so sánh cái khả năng bắt wifi của điện thoại V Smart Joy 3 với tất cả những hai điện thoại mà mình có, trừ Realme và Nokia, rồi kể cả mình test kể cả iPhone luôn. Đó, mình test kể cả với iPhone luôn, thì để xem khả năng bắt wifi của V Smart như thế nào và V Smart Joy 3 có nhược điểm là bắt wifi kém hay không. Thì cái clip này mình sẽ tiến hành ở dưới tầng 1 của nhà mình, cho nên là nó sẽ hơi ồn vì cái địa điểm tầng 1 này nó bắt được nhiều wifi của các nơi, của các cửa nhà xung quanh mình và cửa hàng mình nữa. Đó, thì nó sẽ hơi ồn và chất lượng hình ảnh âm thanh nó sẽ hơi kém, thì mong các bạn hết sức thông cảm và chia sẻ và ủng hộ mình. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu clip. Ok, chào mừng các bạn, đang là chiếc điện thoại V Smart Joy 3 bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Thì ngay bây giờ thì để không ảnh hưởng gì đến khả năng bắt wifi của chiếc điện thoại, thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cho nó sạch sẽ, giống như một lần reset đúng không nào. Rồi, trong quá trình máy khởi động lại thì mình chia sẻ bạn lại về cái giá bán của sản phẩm này. Thì máy bản RAM 3GB đang được bán tại Thế Vọng, đóng bán độc quyền với giá là 2.690.000 đồng, đã qua đợt flash sale rồi. Thì 2.690.000 đồng có hai màu, đó là màu tím và màu đen. Còn bản RAM 2GB thì được bán giá 2.290.000 đồng. Bản RAM 2GB thì không độc quyền tại Thế Vọng, mà các bạn có thể mua ở FPT, Viettel, Viễn Thông A. Xin lỗi các bạn, Viễn Thông A đóng cửa rồi. Tất cả hệ thống ngoài khác nha. Rồi, đó là mình chia sẻ một số thông tin ngoài lề với các bạn trong quá trình máy khởi động. Và bây giờ máy đã khởi động xong thì mình sẽ show wifi cho các bạn về chiếc điện thoại V Smart Joy 3 trước khi máy vào chúng ta vào những cuộc so sánh. Rồi, ok, wifi thì đã kết nối với cái wifi di động chuẩn tầng 1. Đây, các bạn thấy di động chuẩn tầng 1, đó là wifi cửa hàng mình, và cách vị trí mình đang đứng, mình đang quay đây là 1.5 mét. Đó, khoảng 1.5 mét. Rồi, di động chuẩn tầng 2 này. Đấy, anh Điềm này. Đấy, hai vạch này, anh Điềm hai vạch này. Anh Điềm là nhà hàng xóm nhà mình các bạn ạ. Anh Điềm này. Đấy, đây là các wifi KFC, quán trà sữa này, Minh Hằng quán may này. Đó, bắt ở rất nhiều wifi, giấy chép Hoàng Hải này. Các thấy bắt ở rất nhiều wifi đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, bắt tới 13 cái wifi các bạn ạ. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không nào? Tuy nhiên chất lượng wifi thì các bạn thấy là cao nhất chỉ là hai vạch thôi, không có cái nào ba vạch cả. Rồi, chúng ta sẽ đặt máy lên và chúng ta sẽ là đối thủ đầu tiên của chiếc điện thoại V Smart Joy 3 sẽ là chiếc điện thoại Oppo. Đây là chiếc điện thoại khách hàng đang sửa, đang không phải đang sửa mà đang đặt ở cửa hàng mình để mình reset lại máy, để mình dán cường lực. Thì mình đã dán cường lực xong và mình sẽ tiến hành khởi động lại máy. Ok, mình sẽ tiến hành khởi động lại máy. Thì Oppo, chiếc điện thoại mình đang cầm đây là Oppo A3s nha các bạn. Đây, Oppo A3s. Đấy, Oppo A3s. Đấy, cái này thì mình dùng cái ốp lưng của khách thôi, không phải của mình. Oppo A3s là một đại diện cho hãng Oppo, để trong cuộc thi này xem nó sẽ như thế nào ha. Rồi, các bạn hãy cùng chờ máy khởi động một chút. Rồi thì máy khởi động, rồi máy khởi động khá là lâu, thì các bạn cố gắng chờ một chút. Thì Oppo A3s cũng là một chiếc điện thoại thường có một thời điểm nó là một cái điện thoại được bán chạy nhất
trong tất cả các smartphone các bạn, vì giá và vì cái thương hiệu cũng như là vì cấu hình của nó. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở khóa ra và mình cũng sẽ show tất cả wifi ra. Đó, show tất cả wifi. Rồi, ở chúng ta có thể thấy Oppo này, di động chuẩn tầng 1 này, là cái wifi cũng đang bắt nhé. Tầng 1 này, cái này đang kết nối wifi di động chuẩn này, di động chuẩn tầng 1 này. Thì mình sẽ kết nối wifi di động chuẩn tầng 1, đấy đó. Này, đấy chúng ta có thể thấy 3 vạch này, rất là nhiều đúng không ạ? 3 vạch này, 2 vạch này, Thanh Mai bên này thì không có vạch nào này. Anh Điềm này, 2 vạch này, Anh Điềm này, 2 vạch này. Anh Điềm 2, 2 vạch này. Đấy, Giải Trác Hoàng Hải này, TP Link này, Minh Hằng vân vân, đó Anh Điềm này. Cái chúng ta có thể thấy ở đây cũng này, Đỗ Ngọc Đáp này, vân vân, rất nhiều wifi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wifi. Đấy, wifi này. Đó, chúng ta có thể thấy này. Đấy, chúng ta đã thấy được kết quả đúng không ạ? Đã thấy được kết quả của cái kháng bắt wifi của hai chiếc điện thoại như thế nào đúng không? Đó là Oppo A3s đã bắt được tốt hơn rất là nhiều, cả về số lượng thì không tính, số lượng ở đây thì không tính, nhưng bắt về tín hiệu này, nó để bắt tín hiệu rất là tốt đúng không ạ? Rồi bỏ qua Oppo qua một bên thì tiếp theo mình sẽ đến với một hãng điện thoại cũng rất là nổi tiếng, đó là có thể nói là nổi tiếng nhất hiện tại, đó là chiếc điện thoại Samsung, hãng Samsung. Thì trên tay mình đây cũng là một chiếc điện thoại mới ra mắt của Samsung. Đó là Samsung A01, một chiếc điện thoại mình đang review và mới review các bạn. Rồi điện thoại này thì mình chơi khá là nhiều, liệu rằng cái khả năng bắt wifi nó có tốt hay không, nó mà lại kém nữa thì chết dở đúng không ạ? Có thể thấy nãy giờ chiếc điện thoại Vsmart Joy 3 bản RAM 3/4/32 thì chưa cái nào lên được 3 vạch cả. Rồi mình đang rất là nghi ngại về khả năng bắt wifi. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua nhé. Rồi chúng ta hãy chờ đón chiếc Samsung A01 thể hiện bắt khả năng bắt wifi của mình. Rồi chúng ta có thể bắt được rất nhiều wifi nhưng mà tín hiệu wifi khá là kém, thì không hiểu là như thế nào. Thì hôm nay bạn Nguyễn Nhi, bạn có nickname là Nguyễn Nhi, đã bình luận ở cái kênh của mình, ở clip của mình là nhược điểm của cái này bị lỗi là lỗi bắt wifi, không biết là như thế nào đây. Nếu bạn có nói đúng hay không thì mình cũng đang làm clip để kiểm nghiệm. Rồi cảm ơn các bạn đã góp ý kênh của mình nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bật wifi, máy đã khởi động xong, mình sẽ bật wifi lên. Rồi chúng ta có thể thấy di động chuẩn tầng 1 này đã kết nối thành công này, di động chuẩn này, Anh Điềm này, Anh Điềm 2 này, Anh Điềm 2 3 vạch này, TP-Link này, Thanh Mai này, Direct này. Có thể bắt được ít wifi hơn so với chiếc điện thoại Vsmart, nhưng mà cái chất lượng wifi thì cũng là thấy là tốt hơn hẳn đúng không nào? Những cái wifi 1.1 chấm không hiển thị ở đây. Rồi ok, đó là chiếc điện thoại Samsung A01 và Vsmart Joy 3 bản RAM 3/4/32. Thì bây giờ mình sẽ đem một cái đối thủ mới đến, cũng là một hãng điện thoại rất nổi tiếng và đang cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng điện thoại khác về cái phân khúc giá, đó là giá rất là rẻ, cấu hình cao. Đây là một chiếc điện thoại Xiaomi. Đó, Xiaomi Note 5A, một cái điện thoại ra đời cách đây khoảng 2 năm rồi. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành khởi động lại đã. Cái nào mình cũng phải khởi động lại đã các bạn ạ. Cho nó chắc cối, cho nó tạo sự công bằng. Ok. Đấy. Xiaomi Note 5A này thì đây là bản sách tay. Đấy, bản sách tay có tiếng Việt, cũng bốc. Đấy, hiện tại nhà mình đang bày bán rất là nhiều. Ok, trong quá trình khởi động lại thì mình cũng chia sẻ với bạn về cấu hình chiếc Vsmart Joy 3. Tại sao nó hot như vậy? Vì máy sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, con chip Qualcomm Snapdragon 632 8 nhân. Ok, trong phân khúc giá nó là rẻ nhất trong cái tầm hơn 2 triệu mà có cái cấu hình như vậy. Cái mà tiệm cận với mức giá như này chỉ có Vivo i11 thì nó lại đắt hơn tới 300.000. Rồi đấy là thời điểm hiện tại, còn giá i11 thì tùy từng cửa hàng có thể nó bán rẻ hơn rất là nhiều. Thì clip này thì mình đang thực hiện ở dưới tầng 1 của mình, tức là nơi bán hàng, thì có thể ngoài đường xe cộ chạy nó sẽ ồn ào một chút, thì mong các bạn hãy hết sức thông cảm nhé. Rồi chiếc điện thoại Xiaomi Note 5A đã khởi động xong, thì mình sẽ tiến hành vào phần wifi luôn. Di động chuẩn tầng 1, ok, chúng ta có thể thấy là đây, di động chuẩn tầng 1 này, mình sẽ kết nối wifi này, ngã 4 thanh nê, wifi nhà mình là ngã 4 thanh nê.
Rồi chúng ta thể thấy là đã kết nối với Wi-Fi di động chuẩn tầng 1, và chúng ta thể thấy cả những cái Wi-Fi này thì nó đang là 3.1.2.3 này. Đấy. Chất lượng rất ok này. Đây. Đó. Đó. Giày dép Hoàng Hải này, giày dép Hoàng Hải bên này là hai vạch bên này thì không có cái gì này. Đấy. Đó, chúng ta thể thấy là rất là rõ ràng đúng không nào. Rồi đang hay thì đứt dây đàn thì chúng ta thể thấy là Wi-Fi của chiếc điện thoại Xiaomi ổn định hơn so với chất lượng. Đây, về chất lượng này chúng ta thấy rõ ràng đúng không? Mình không cần phải thuyết minh gì cả. Đấy, phải rõ ràng là chất lượng nó ổn định hơn, ba vạch này. Rồi, chúng ta thể thấy những cái Wi-Fi này nó bắt được nhưng nó chỉ một chấm thôi, những ngày nó đều thể hiển thị lên 2 chấm, vân vân. Rồi, đó là Xiaomi Note 5A và với Smart Joy 3. Tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc điện thoại mà đang được có thể gọi là đang được cạnh tranh trực tiếp với chiếc điện thoại với Smart Joy 3, đó là Vivo i11. Đó, Vivo i11 thì mình sẽ sắp tới mình sẽ tiến hành speed test hai sản phẩm này, thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được clip hữu ích hơn nha, nếu như các bạn đã phân vân sản phẩm. Rồi, mình sẽ tiến hành khởi động lại máy. Mình sẽ tiến hành khởi động lại máy cho nó công bằng. Ok đúng không nào? Có thể nó không ảnh hưởng gì nhưng mình vẫn tiến hành khởi động lại máy cho nó công bằng. Rồi, đó là Xiaomi và Vsmart Joy 3, bây giờ là Vivo i11 và Vsmart Joy 3 bản RAM 3GB, bộ trong 32GB, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Rồi, Vivo i11 thì cũng RAM 3GB, bộ trong 32GB, pin 5000, tuy nhiên là thua thiệt so với Vsmart Joy 3, đó là không có sạc nhanh và có giá tốt, đắt hơn các bạn ạ, giá đắt hơn, nhưng mà giá tốt hơn, đắt hơn 300.000 nếu mà tính thời điểm hiện tại. Rồi, đó là Vivo i1 đã khởi động xong, thì ngay bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong phần Wi-Fi. i11 thì lại kéo lên này, Wi-Fi lại bật lên. Rồi, chúng ta thể thấy rất nhiều Wi-Fi được bắt, di động chuẩn này, di động chuẩn tầng 1 này, Anh Điềm này, Thanh Mai này, chúng ta thể thấy những cái Wi-Fi mà bên này nó chỉ có một chấm, bên này tận hai vạch này, một vạch hai vạch này, giày dép Hoàng Hải vân vân. Đấy, cái số lượng Wi-Fi cũng rất là nhiều đúng không nào. Rồi, chúng ta thấy đây là một cái sự chênh lệch rất là lớn về cái chất lượng Wi-Fi của hai sản phẩm. Rồi, chúng ta có thể là dần dần đã nhận ra được nhược điểm của chiếc điện thoại Vsmart Joy 3 là gì đúng không? Đúng là giống như bạn Nguyễn Nhi đã comment là về Wi-Fi thì nó hơi tù một chút. Đúng nào? Rồi. Ok, thì đó là về Vivo i11. Một hãng điện thoại cuối cùng mà mình muốn chia sẻ các bạn về cái khả năng bắt Wi-Fi so với Vsmart Joy 3, đó là iPhone. Rồi, iPhone mình xếp cuối cùng, bởi vì sao? Bởi vì nó nổi tiếng là bắt Wi-Fi kém các bạn ạ. Đây, bắt Wi-Fi kém. À, khuyên mình khởi động lại đã. Mình vẫn phải khởi động lại cho nó đúng quy trình. Rồi, nó không có khởi động lại, mình có tắt nguồn đi thôi. Rồi, đây là chiếc điện thoại iPhone 6S Plus. Đó, 6S Plus. Bây giờ bật nguồn lên. Rồi, chúng ta có thể thấy là nãy giờ các bạn có thể thấy không một cái Wi-Fi nào nó hiện lên được 3 vạch không nào. Những Wi-Fi này nó hiện lên 2 vạch. Ở những điện thoại khác thì Vsmart Joy 3 nó chỉ có 2 vạch, 1 vạch mà thôi. Rồi, máy iPhone 6S Plus đã khởi động xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào phần Wi-Fi. Đó, chúng ta thấy là một cái điện thoại như iPhone. Đó, chúng ta có thể thấy là nó bắt tốt hơn so với Vsmart Joy 3 rất là nhiều. Đó, đúng không nào? Di động chuẩn tầng 1, Thanh Mai, Anh Điểm, di động chuẩn vân vân. Đó là những cái Wi-Fi mà ở bên này gần như là không hiện lên, thì gần như không hiện lên vạch nào. Tuy số lượng bắt tốt hơn rất là nhiều, tuy nhiên là iPhone có một cái ưu điểm rất là hay, đó là những Wi-Fi nó chập chờn thì Apple sẽ cài đặt cho cái iPhone này không bắt. Đó, chứ không, nó không bắt những Wi-Fi chập chờn. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn quan niệm là iPhone bắt Wi-Fi không tốt, hoặc thời điểm đó cái Wi-Fi, anten Wi-Fi của chiếc iPhone này nó khá là nhạy cảm, nó dễ hỏng, thì chúng ta nhầm tưởng nó bắt Wi-Fi không tốt, nhưng thực tế chúng ta thì bắt Wi-Fi rất là tốt, vì sao? Vỏ kim loại mà, đúng không nào? Rồi, ok, đó là những chia sẻ của mình về và những cuộc đọ về Wi-Fi của mình về những dòng điện thoại khác nhau từ Samsung này, Oppo này, đó, Oppo này, Huawei này, Xiaomi này, vân vân, đúng không nào? Thì chúng ta đã thấy chiếc điện thoại Vsmart Joy 3 bắt Wi-Fi kém hơn rõ rệt so với những chiếc điện thoại kể cả đắt hơn, kể cả rẻ hơn, đúng không nào?
Như vậy là chúng ta thấy nhược điểm của chiếc điện thoại V Smart Joy 3 có thể là bắt wifi kém. Không biết là cái điện thoại này nó đây là điện thoại mới nhá, không biết là đây chỉ là một chiếc điện thoại như vậy bị lỗi hay là rất nhiều điện thoại khác nó xảy ra tình trạng tương tự, thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.